VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của VDA và tôi là Xuân Nghĩa. Ngày hôm nay thì Nghĩa sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một sản phẩm nữa, đó chính là âm ly E3TX6900, hay còn gọi là vang liền công suất. Vang liền công suất nghĩa là gì? Vang liền công suất nghĩa là một cái thiết bị tích hợp giữa vang số và cái cục đẩy công suất, là thiết bị tinh chỉnh tín hiệu âm thanh tốt nhất và cho công suất ra lớn nhất đó. Và ngay bây giờ thì Nghĩa sẽ cùng với các bạn quan sát cái bao bì và đập hộp sản phẩm này. Thì các bạn có thể thấy cái thùng chứa cái sản phẩm của chúng ta rất là chắc chắn đó. Chặt chẽ các bạn, được bao bì rất là cẩn thận. Và bên ngoài thì có in các cái thông tin cần thiết để các bạn có thể nhanh chóng nắm bắt những cái thông tin về sản phẩm này. Ok, và bây giờ mình sẽ đập hộp và khám phá bên trong sản phẩm này các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta có một cái lớp xốp khá là dày bao phủ bên trên. Mình sẽ nghiêng cho các bạn thấy rõ hơn. Đây các bạn, đây là chiếc âm ly của chúng ta, được bao bọc bởi một túi ni lông nhằm chống bụi nè và chống trầy xước khi mà chúng ta sử dụng di chuyển. Ở lớp dưới có một cái lớp xốp khá là dày bảo vệ nữa các bạn, và nó rất là chắc chắn cho nên là mình phải dùng hai tay. Và các bạn cẩn thận khi mà lấy âm ly này ra nha. Wow. Và đây chính là cái dây nguồn của chúng ta, được để một bên. Và một chi tiết không kém phần quan trọng đó chính là sách hướng dẫn sử dụng chiếc âm ly. Và các bạn có thể thấy cái mặt dưới nè là một cái lớp xốp, mặt trên cũng một lớp xốp, và xung quanh là cái nó áp sát vào các cái thành thùng rất là chắc chắn, đảm bảo cái độ an toàn của sản phẩm chúng ta. Rồi, đây là chiếc âm ly E3TX6900 thưa các bạn. Và các bạn có thể thấy là chiếc âm ly của chúng ta được thiết kế khá là nhỏ gọn, vuông vức, đường nét thì sắc sảo và vô cùng là hiện đại. Mặt trước á, thì được làm bằng chất liệu là phay nhôm nguyên chất màu bạc sáng bóng. Thì cái màu này á, thì riêng Nghĩa thì Nghĩa đánh giá khá là sang trọng, hiện đại đó. Và ở mặt trước thì chúng ta có các cái nút như là nút nguồn nè, đây là các cái nút tinh chỉnh âm thanh nè. Và đây cũng là các cái vòng để chúng ta có thể điều chỉnh những cái chức năng của chiếc âm ly này. Màn hình LED hiển thị những cái thông số. Và đây chính là cái tên sản phẩm E3TX6900. Rồi hai bên hông á, thì các bạn có thể thấy đây là những cái nơi để tản nhiệt, để thông gió nè. Đảm bảo của chiếc âm ly chúng ta trong quá trình hoạt động thì sẽ luôn được thông thoáng và giữ được cái mức nhiệt đảm bảo cho cái chiếc âm ly hoạt động tốt, không bị nóng lên. Mặt sau thì các bạn có thể thấy khá là nhiều cái cổng kết nối đúng không? Nhưng mà các bạn rất là dễ sử dụng các bạn, tại vì tất cả mọi cái cổng đều có những cái in những cái thông tin để các bạn biết mục đích của những cái cổng này là như thế nào. Các bạn có thể thấy đây chính là những cái đây là cái cổng kết nối với dây nguồn đó. Thì mình sẽ kết nối với dây nguồn luôn cho các bạn có thể thấy thực tế như thế nào. Cái khớp rất là chắc chắn các bạn. Đây, khi mà mình cắm vào á thì các bạn hãy kiểm tra cái độ bền của khớp này như thế nào. Các bạn lắc, các bạn rút ra một cái lực nhất định thì các bạn thấy nó không có bị rơi ra. Thì điều này đảm bảo là trong quá trình sử dụng, nếu như mà cái sợi dây này bị vướng bởi chúng ta hay là bởi một cái vật nào đó thì đảm bảo là điện nó sẽ không bị ngắt đi. Rồi, trong thùng sản phẩm chúng ta còn có thêm một cái bịch ni lông như thế này. Thì các bạn mở bịch ni lông ra, các bạn sẽ có bên trong đó chính là một cái cuốn hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Ngoài ra thì có một cái đĩa nhỏ đi kèm. Cái đĩa này chính là cái đĩa để các bạn cài đặt phần mềm cho cái âm ly E3TX6900 của chúng ta. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã tiến hành đập hộp và review sơ bộ về cái chiếc âm ly E3TX6900. Thì điều đầu tiên, ấn tượng mà Nghĩa và có lẽ là các bạn cũng thấy thì cái thiết kế khá là hiện đại sang trọng. Và chưa kể đến tính năng của chiếc âm ly thì có lẽ mỗi người trong chúng ta đã cảm thấy khá hài lòng rồi.
Và nếu như các bạn muốn biết thêm những cái tính năng của chiếc Amply E3TX6900 này thì hãy theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Mức giá tại Vida mà chúng tôi dành cho chiếc Amply E3TX6900 là 13 triệu đồng. Mức giá này thì nghĩ cũng khá là cao, nhưng nếu so với chất lượng của chiếc Amply thì nó hoàn toàn xứng đáng so với số tiền mà các bạn bỏ ra. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.